Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Huyện Nam Rong vừa tổ chức phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái. Cách đây 56 năm, ngày 28 tháng 11 năm 1959, Bác Hồ đã viết bài Tết trồng cây, đăng trên nhật báo Nhân dân. Sau khi phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây đối với đất nước, với mỗi gia đình, mỗi người dân, Bác kêu gọi toàn dân tham gia Tết trồng cây. Hưởng ứng phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, những năm qua, huyện Nam Rong đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tích cực như tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây phân tán tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các tuyến đường chính trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 54.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp, trồng rừng theo các chương trình, dự án được 7.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64%. Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị đã trồng cây xanh tại các trục đường khu dân cư Tây Nam, khu vực Bằng Lăng.